Nếu mà mày muốn coi linh á thì 12 giờ đêm mày giá những người phút mặt phút mày đó đó, người ta sẽ mở bài cho mày liền. Nó nói em vậy á, lấy bộ bài ra xong cái em mới giái giái. Nếu mà những người nào mà ở đây á, mà linh thiêng á, mà đúng như bạn con nói là tới giờ này nè, qua 12 giờ nè, mà con coi bài á, là con gặp cái chuyện gì á, thì ứng bài cho con biết. Cái giấy tên giấy tuổi xong xuôi xẹt 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 mở cái phẹt ra, có tự nhiên thấy nguyên bóng đèn đi cái phèn, có đi ngang mặt vậy nè, trời ơi nấu mình Thằng nữa em là đi ngang đi ngang ngay chỗ cái bàn em ngồi em gỡ bài á, em giái em nhắm mắt em giái em thành tâm lắm nghe, em nhớ đàng hoàng nghe, em chưa bao giờ giái một lần nào thành tâm như vậy hết trơn. Mà cái bữa đó mới xài em giái nó thành tâm dữ lắm luôn. Em giái tên giái tuổi của em xong xuôi rồi em mở cái bài ra, em kéo cái bài ra cái gì nè, em kéo vậy giống như là em còn nhớ là giống như cái tay em là điêu luyện lắm hay sao, em làm cái rẹt qua vậy nè, cái tự nhiên cái vừa kéo qua vậy cái em thấy nguyên cái bóng đèn nó đi ngang qua qua cái bàn em luôn.